Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mây dông đang phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh miền Nam. Hôm nay mưa sẽ xuất hiện sớm, nhiều nơi mưa rỉ rả từ trưa tới chiều. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông, đề phòng sét và gió giật mạnh. Hiện tại, Tây Nguyên và Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Gió mang hơi ẩm và mây dông từ biển vào đất liền, gây mưa sớm cho khu vực. Trong khi đó, từ nay đến ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa có nơi trên 250mm. Dù đêm qua cả nước mưa rả trích suốt nhưng mà vẫn không ngăn được dòng người xuống đường ăn mừng chiến thắng trước ngôi vương của đội tuyển bóng đá nam U23. Đội tuyển in dấu vàng để làm dậy thêm trang sử lấp lánh của bóng đá Việt lên tầm cao mới. Với chiến thắng của U23 Việt Nam, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang lại có một đêm không ngủ với hàng vạn người đổ ra đường ăn mừng. Đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của Mạnh Dũng giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31. Sau khi trận đấu kết thúc, mặc dù xuất hiện mưa to ở nhiều nơi, nhưng dọc tuyến đường Nguyễn Trung Trực có hàng trăm người hâm mộ mang theo cờ kèn xuống đường ăn mừng chiến thắng. Anh Ngô Văn Quý quyết định đi xe máy ra trung tâm thành phố để qua cùng dòng người náo nhiệt. Còn chị Mai Như Ngọc chia sẻ, rất lâu rồi mới được sống lại cảm giác thế này. Mặc dù trời mưa nhưng không khí náo nhiệt xua tan tất cả mệt mỏi và lạnh giá. Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đang làm rõ vụ đổ trộm chất thải rắn công nghiệp ra môi trường tại xã Long An, huyện Long Thành. Tài xế bị bắt quả tang là Phan Quốc Nam, 25 tuổi, điều khiển xe ben đổ khoảng 18 tấn chất thải rắn xuống khu vực hồ nước. Quá trình điều tra bước đầu, xác định công ty cổ phần thiết bị vệ sinh Kaiser Việt Nam ở khu công nghiệp Nhân Trạch 1 thuê doanh nghiệp của ông Bùi Minh Thành xử lý số chất thải là sản phẩm gốm sứ hư hỏng. Liên tiếp trong thời gian ngắn, trên địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai xảy ra cướp giật tài sản người dân vào ban đêm, gây ra tâm lý lo lắng trong nhân dân. Các đối tượng cướp giật thường trảo xe máy qua các tuyến đường vắng, tìm con mồi đơn lẻ để ép xe hoặc là đạp nạn nhân té ngã. Nguy hiểm hơn khi nhóm cướp còn dùng hung khí khống chế nạn nhân. Là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, Lê Bảo Cường trú thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thành Phước trú tỉnh Bình Dương rủ nhau đến địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận để cướp giật tài sản, lấy tiền tiêu xài. Chỉ từ đầu tháng 4 đến nay, nhóm thực hiện gần 20 vụ cướp giật tài sản. Có đêm, chúng gây ra liên tiếp 3 vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là chị em phụ nữ hoặc thanh niên đi một mình vào những cung đường vắng. Khi phát hiện con mồi thì chúng điều khiển xe áp sát rồi ra tay cướp giật. Đối tượng đi sau có nhiệm vụ cản đường nếu nạn nhân truy đuổi. Em với Nguyễn Thành Phước rủ nhau xuống Biên Hòa tìm những người phụ nữ sơ hở để tay cướp giật tài sản, lấy tiền tiêu xài. Thì sau khi cướp giật được thì bà em đi bán lấy tiền rồi trời chia với Phước. Còn đây là hai đối tượng Hồ Phương Hùng và Trần Hoàng Thiện, cùng trú thành phố Biên Hòa, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng thủ sẵn dao và gậy sắt ba khúc tiếp cận nạn nhân, khống chế cướp điện thoại và ví tiền rồi tẩu thoát. Các đối tượng bị bắt giữ sau 3 ngày gây án. Thưa quý khán giả, sinh ra và lớn lên từ một làng chài nghèo của xã Chỉnh Lương, Nha Trang, cuộc sống luôn gắn liền với hình ảnh của những chiếc tàu cá đánh bắt của người dân. Hai thanh niên tên Thành và Mạnh có niềm đam mê chơi mô hình tàu cá thu nhỏ từ nhiều năm nay. Từ thú vui hàng ngày, hai anh mày mò chế tạo những chiếc tàu cá thu nhỏ giống hệt như là những tàu đánh cá của người dân. Cuối tuần thường mang ra biển thử nghiệm và hãnh diện với thành quả sáng tạo này. Những chiếc tàu cá thu nhỏ của hai anh Thành và Mạnh giống y như những chiếc tàu cá của người dân đang neo đậu trên vùng biển xã Vĩnh Lương. Vật dụng cũng bằng gỗ, với từng chi tiết như thân tàu, buồng lái, dàn tời kéo lưới, đến màu sơn đều giống y như thật. Và để vận hành, hai anh lắp động cơ xăng vào tàu cùng hệ thống điều khiển từ xa không dây sử dụng bằng remote.
niềm đam mê chơi mô hình tàu cá thu nhỏ của hai anh gây ấn tượng cho người dân và khách du lịch khi đi qua vùng biển này. Trong tương lai, đây cũng là sản phẩm du lịch độc đáo. Thưa quý khán giả, từ nhiều năm nay tại Khánh Hòa có một làng chài mà người dân tại đây chuyên hành nghề đánh bắt tôm tích, một loại hải sản có giá trị cao do sống ngoài tự nhiên rất được thị trường ưa chuộng. Đây là loại tôm rất hiếm trên nhiều vùng biển nhưng lại có nhiều tại vùng biển của làng chài này. Cứ vào mỗi buổi sáng sớm cho đến trưa tại làng chài Ngọc Diêm thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, các xuồng nhỏ của người dân tấp nập trở về sau khi ra đánh bắt trên vùng biển Đầm Nha Phu dưới đầy ắp còn tôm tích. Mỗi khi có xuồng trở về bờ, bạn hàng đứng chờ sẵn, vội vã đưa lên phân loại kích cỡ lớn nhỏ để mang đi tiêu thụ. Do là tôm có thịt rất ngon cho nên sản lượng đánh bắt được đều được tiêu thụ rất nhanh chóng. Với giá bán ra hiện nay từ 250 đến 300 ngàn đồng một ký tùy theo lớn nhỏ, sản lượng thu được trên hàng chục ký cho mỗi buổi ra biển đánh bắt. Ngư dân cũng kiếm được thu nhập khá cao, đây như lộc biển trời cho đối với ngư dân làng chài nơi này, giúp cuộc sống ngư dân ngày càng nâng cao, khấm khá. Còn nghề nuôi cá mú, cá bớp, cá chuộng trên các lồng bè của người dân Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đang khởi sắc khi thương lái thu mua với giá cao. Với nét đẹp biển đảo tự nhiên, người dân nơi đây kết hợp khai thác du lịch sinh thái, thu hút khách đến tham quan du lịch. Từ khai thác, đánh bắt, người dân ở đây chuyển sang nuôi cá lồng nối tiếp nhau với hàng ngàn bè trông rất đẹp mắt. Có lẽ vậy mà ngoài cảnh biển đảo tự nhiên hiền hòa, còn có không khí trao đổi mua bán cá tấp nập, khiến cho nhịp sống của bà con xứ Hòn càng thêm rộn ràng, sôi động. Hiện thương lái vào tận bè nuôi cá thu mua cá bớp, cá mú, cá chuộng với giá dao động từ 150.000 đến 350.000 đồng một ký, tăng trung bình 50.000 đến 100.000 đồng một ký so với thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19. Dưới lồng bè sẵn có, ngư dân còn kết hợp khai thác du lịch sinh thái, ăn uống để gia tăng thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình. Ai ai cũng tranh thủ thả nuôi cá mú, cá bớp, cá chuộng giống và kỳ vọng vào năm sau sẽ có thêm vụ cá nuôi trúng mùa, trúng giá, khấm khá, ổn định cuộc sống gia đình. Hiện nay, hầu như mọi hoạt động kinh tế sản xuất của chúng ta đều sử dụng xăng dầu khí đốt. Tuy nhiên, trong tương lai, chúng sẽ được thay thế dần bởi năng lượng mặt trời, vừa có thể tái tạo được, vừa bảo vệ môi trường. Bắt kịp được xu thế này, thầy trò Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu chế tạo xe tự hành chạy bằng năng lượng mặt trời. Với ý tưởng về một phương tiện chạy bằng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường, thầy Đoàn Tất Linh cùng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và chế tạo thành công xe tự hành chạy bằng năng lượng mặt trời. Chiếc xe được chế tạo trong 2 tháng. Đây là xe điện không người lái, hoàn toàn được điều khiển tự động. Xe được trang bị 10 cảm biến sẽ tự dừng lại khi gặp vật cản hoặc đi theo người dẫn đường, chi phí khoảng 100 triệu đồng. Bên trên xe được lắp tấm pin năng lượng để chuyển hóa năng lượng mặt trời thành nguồn điện vận hành. Bên trong xe được trang bị hệ thống điện 220V để phục vụ sinh hoạt. Xe có khả năng chạy tốc độ cao. Ý tưởng chế tạo chiếc xe chạy năng lượng mặt trời này là mục đích là để làm cái phòng làm việc di động. Thì trên xe được lắp pin mặt trời khoảng 600W để phục vụ cho các cái linh kiện ở trong xe. Thầy Linh chia sẻ trong quá trình chế tạo, điều khó khăn nhất là phải liên kết được hệ thống lái với bộ phận điều khiển, như thế xe mới vận hành được liên lạc. Linh kiện điện tử và điện viễn thông cũng phải được lựa chọn kỹ lưỡng và thử nghiệm nhiều lần để đảm bảo thích ứng với điều kiện khắc nghiệt của môi trường nóng ẩm nước ta. Chia sẻ về dự định sắp tới, thầy cho biết sẽ tiếp tục nâng cấp thiết bị định vị thật tốt, tối ưu hóa thiết bị vận hành, tiết kiệm được tối đa năng lượng và nâng cao độ an toàn của các thiết bị. Những phát minh như xe tự hành chạy bằng năng lượng mặt trời như thế này là bước tiến mới cho những nghiên cứu sáng tạo của Việt Nam về phương tiện giao thông thông minh, tự động hóa và thân thiện với môi trường. Nội dung này cũng kết thúc bản tin Chuyển động Đông Tây hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.